Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ của kênh truyền hình An Viên, được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai tới thứ Bảy hàng tuần. Bản tin An Viên 24 giờ hôm nay ngày 30 tháng 5 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Sáng ngày hôm nay, Hội nghị sinh hoạt hành chính xã hội 2020 khu vực phía Nam đã khai mạc trong bầu không khí trang nghiêm, đoàn kết, tin tưởng vào sự phát triển bền vững của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bếp ăn từ thiện chùa Pháp Hoa, nơi gần 10 năm qua đã mang những phần cơm nghĩa tình đến với người nghèo mỗi dịp cuối tuần. Vai trò của giáo lý đạo Phật trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ. Hôm nay ngày 30 tháng 5, Hội nghị sinh hoạt hành chính giáo hội năm 2020 khu vực phía Nam đã diễn ra tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai các hoạt động Phật sự năm 2020 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đặc biệt công tác tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2564. Chủ tọa hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự có bài phát biểu quan trọng khai mạc. Trong đó nêu rõ, công tác Phật sự của giáo hội trong 5 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên một số kế hoạch của các ban, viện trung ương, ban trị sự các tỉnh, thành phố đã phải tạm dừng. Trong hoàn cảnh khó khăn chung đó của toàn xã hội, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có văn bản kêu gọi các cấp giáo hội, tăng ni, đồng bào Phật tử, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hãy nêu cao tinh thần bi mẫn của người con Phật, đóng góp tiền của, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế cùng với toàn xã hội trong việc phòng chống đại dịch. Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng, thì hệ thống giáo hội Phật giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng trong các sinh hoạt. Để thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ, các bộ ngành từ trung ương đến địa phương, Trung ương Giáo hội đã ban hành các cái văn bản. Có nghĩa là chúng ta vừa đảm bảo được phòng chống dịch, vừa ổn định và phát triển hệ thống giáo hội. Và điều này có thể nói toàn giáo hội nói chung, khu vực phía Nam nói riêng đã hoàn thành tốt, hoàn thành cơ bản, đã đem lại một số các cái hiệu quả tích cực cho giáo hội ở các lĩnh vực, đặc biệt là công tác từ thiện xã hội. Đấy, Phật giáo đã hoàn thành tốt, đóng góp nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, khẩu trang và cả về tài vật để ủng hộ cho cái phòng chống dịch. Các chùa cũng thực hiện cây gạo tình thương, ATM và nhiều cái công tác Phật sự khác đem lại kết quả tốt. Theo đánh giá của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, trong 5 tháng đầu năm, hai văn phòng Trung ương Giáo hội đã điều hành tốt các hoạt động Phật sự phù hợp tình hình chung một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành đã chủ động ứng dụng và sử dụng thế mạnh của công nghệ 4.0 qua Facebook, YouTube, Zalo để truyền tải giáo lý, thông điệp từ bi, trí tuệ đến đồng bào Phật tử trong và ngoài nước. Chúng tôi đã luôn vận động nhau chỉ đạo cho cái bên thông tin truyền thông, cái bên văn pháp của Phật giáo là mà thực hiện rồi suy nghĩ như thế nào phải truyền tải những cái thông tin cần thiết, rồi truyền tải những giáo lý giáo luật đến cho tất cả các tăng ni và Phật tử chúng ta bằng là kiểu văn pháp online. Bằng tuyên truyền diễn đề là dịch cúng v.v. nên giờ đem lại cho tất cả quý vị tăng ni và Phật tử họ hết sức là quan hệ. Rồi là công tác từ thiện xã hội giao cho ban từ thiện xã hội họ vận động coi như là hỗ trợ và giúp đỡ. Hiện tại Trung ương Giáo hội yêu cầu ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố tiếp tục triển khai các công tác Phật sự trong những tháng còn lại của năm 2020. Theo nghị quyết hội nghị kỳ 4 khóa 8
Đại hội trị sự theo tinh thần khẩn trương nhưng vẫn phải cảnh giác với sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19. Trước mắt cần tổ chức khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2564, Dương lịch 2020 theo thông bạch của giáo hội. Và trước mắt đó thì tăng ni và tín đồ Phật tử của chúng tôi địa phương tập trung tổ chức an cư kiết hạ cho tăng ni. Đây là cái Phật sự thường kỳ đối với hàng tu sĩ xuất gia. Năm nào thì 3 tháng an cư cũng phải được tổ chức để tăng ni có thời gian trao dồi giới hạnh và tu tập định huệ, làm lợi ích cho tự thân và cho xã hội. Bên cạnh công tác tổ chức khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, công tác Phật sự trong thời gian tới của các ban ngành, viện sẽ tập trung chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm để tổ chức hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự giữa năm. Hoàn thành trung tâm điều hành điện tử tại văn phòng 2 Trung ương Giáo hội để kết nối với văn phòng 1 và văn phòng Ban Trị sự 63 tỉnh thành. Tổ chức hội thảo Hoàng Pháp, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, bồi dưỡng nghiệp vụ thư ký, quản trị văn phòng đến các ban, viện Trung ương Giáo hội. Ngày hôm qua, sau phiên họp của Ban Trị sự, Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã ký ban hành thông báo thời gian chính thức của đại giới Đàn Đạt Đồng năm 2020 tại tỉnh Long An. Thời gian chính thức tổ chức đại giới Đàn Đạt Đồng được ấn định sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2020 tại Chùa Tôn Thạnh ở ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, dành cho giới tử tăng. Cùng xã ở Chùa Tôn Vân sẽ dành cho giới tử ni. Kế hoạch và công tác tổ chức vẫn không thay đổi so với các thông tin được công bố trước dịch COVID-19. Ban tổ chức sẽ thu nhận hồ sơ thọ giới đến hết ngày 4 tháng 6 năm 2020. Dự kiến đại giới Đàn Đạt Đồng có khoảng 750 giới tử phát nguyện và đăng ký thọ giới. Để chuẩn bị tốt nhất cho mùa an cư sắp đến, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận vừa tiến hành phiên họp và thống nhất kế hoạch tổ chức 4 trường hạ tập trung cấp tỉnh. Thời gian an cư diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến ngày 3 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 4 nhuận đến ngày 16 tháng 7 năm Canh Tý tại 4 trường hạ, gồm có Chùa Sùng dành cho Chư Tăng, Chùa Diệu Ân, Chùa Bửu Lâm và Tịnh Xá Ngọc Ninh dành cho Chư Ni. Năm nay, Phật giáo tỉnh Ninh Thuận sẽ tập trung vào công tác tặng suốt mùa an cư khi dành nhiều thời gian để triển khai thêm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, quy chế hoạt động của các ban ngành, luật tín ngưỡng, tôn giáo và một số quy định của pháp luật đối với tôn giáo. Ngoài ra, chư hành giả phải tuân theo truyền thống của các tòng lâm hạ trường và thực hiện đầy đủ các thời khóa, thể hiện oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, thể hiện Bồ Tát vào ngày 15 và 30 âm lịch mỗi tháng. Sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020, Chùa Giác Ngộ, Quỹ đạo Phật Ngày Nay tiếp tục tặng quà lần thứ 5 cho gần 450 người khiếm thị ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Sự kiện này cũng khép lại chuỗi hoạt động trao tặng 2.500 phần quà cho người khiếm thị của chương trình. Gần 450 phần quà đã được trao cho những người kém may mắn đến từ Tây Ninh, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre. Mỗi phần quà bao gồm tiền mặt, gạo, mì gói, trị giá 300.000 đồng. Tại buổi trao tặng, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã chia sẻ về giữ tâm bình an và thực tập thở thiền để được hạnh phúc. Theo Thượng tọa, tuy không nhìn thấy ánh sáng, nhưng biết giữ trang nghiêm, lắng nghe tâm mình, mỗi người khiếm thị sẽ có cách chuyển hóa nỗi đau, đón nhận yêu thương, sự chia sẻ của cộng đồng xã hội. Trong 15 năm qua, Chùa Giác Ngộ, Quỹ đạo Phật Ngày Nay đã có nhiều chương trình đồng hành giúp người khiếm thị vượt qua khó khăn. Thưa quý vị khán giả, cả tuần làm việc bận rộn, ngày cuối tuần là lúc nhiều người dành thời gian để nghỉ ngơi cũng như sum vầy bên người thân, gia đình của mình. Thế nhưng có những người, thời gian này là lúc họ nỗ lực làm việc nhiều hơn để sẻ chia yêu thương và sống trọn vẹn nghĩa tình. 3 giờ sáng ngày cuối tuần, khi nhiều người còn đang say giấc sau một tuần làm việc bận rộn, thì cũng là lúc
Bếp ăn từ thiện chùa Pháp Hoa, Nhà Bè nhộn nhịp tất bật hơn cả khi nhiều người già trẻ ở xa, ở gần cùng về chùa phụ nấu nướng, gói ghém những phần cơm nghĩa tình như thế này để trao cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Một ngày thứ bảy là mình nhận cái thực phẩm về, sau đó là soạn ra rồi mình mới chế biến sạch, rồi khuya thứ bảy là nấu. Nấu rồi xong đến sáng thứ bảy khoảng từ 3 giờ sáng của ngày Chủ nhật là chúng tôi là vào cơm xong rồi đó, để đóng gói để thành phần từng phần. Nhìn lại những người mà đã nhận được những cái phần quà mà người ta vui như vậy, chúng tôi rất là sung sướng. Chúng tôi cảm thấy rằng mình hạnh phúc và chúng tôi cũng cảm thấy được một cái tình người ở trong cái phần mà mình đi làm cơm từ thiện như vậy. Chúng tôi cũng là một người trong số người mà nuôi bệnh nhân ở bệnh viện. Một ngày ăn 7, 8 chén, 10 chén nhưng mà có ngày không có hộp cơm trong bụng. Có khi một ngày có ổ bánh mì thôi mà chả dắt giòn một cổ. Cho nên thông cảm những người mà nuôi bệnh, nhất là mãn tính. Rồi đó tôi phát tâm cơm từ thiện để hỗ trợ cho những người thân dân nghèo vào bệnh viện. Từ quê lên thành phố Hồ Chí Minh chữa trại bệnh, trăm thứ chuyện cần phải lo toan, nên khi cầm chân tay phần cơm, ly nước hay đôi ba lời hỏi han, người khốn khó ít nhiều cũng cảm thấy được sự sẻ chia. Và niềm vui của những người chân chất thật thà thì vốn khó giấu. Nhận những phần cơm ngon rồi. Nhà nấu canh đồ cũng ngon, cũng ngọt, canh chua đồ cũng ngon, vừa ý. Những người ở xa lên đó, nhiều khi người ta không có chuẩn bị được thức ăn, người ta cũng có phần nào ổn định hơn. Nó cũng là rất là tốt đối với những người nghèo, những người hoàn cảnh khó khăn. Có đi cùng mới biết, có trải qua mới hiểu được, suốt 9 năm, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng bếp ăn từ thiện chùa Pháp Hoa vẫn cố gắng duy trì. Chính là từ những niềm hạnh phúc của việc mang yêu thương đi sẻ chia. Người bận rộn thì góp tiền, góp gạo, góp rau. Người thì góp công, góp sức thì sẽ cảm nhận được những phần cơm nghĩa tình có sức lan tỏa rất lớn lao. Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá. Rất cần các giải pháp cấp bách để bảo tồn bia đá gần 500 tuổi tại ngôi chùa cổ ở Hải Dương. Thưa quý vị, công nghệ hiện đại dường như đang khiến cho con người đang ngày càng xa cách, con cái ít chia sẻ hơn với cha mẹ. Những đứa trẻ trong gia đình không thường xuyên được bố mẹ quan tâm có thể sẽ lệch lạc trong kỹ năng sống và cảm xúc cá nhân. Vậy nên những năm gần đây, rất nhiều khóa tu mùa hè được tổ chức nhằm truyền tải những lời Phật dạy đến việc giáo dục trẻ đã và đang được các bậc phụ huynh, nhà trường và xã hội tin tưởng, ủng hộ. Những hình ảnh này từ lâu đã được coi như một điều bình thường trong các gia đình Việt. Đồ chơi công nghệ đang khiến trẻ có xu hướng chơi một mình mà tách dần cha mẹ. Điều này sẽ dẫn đến sự thụ động và trong nhiều trường hợp trở thành nguyên nhân gây tự kỷ, rối loạn cảm xúc hành vi ở đứa trẻ. Vì vậy, việc quan tâm giáo dục trẻ là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, thay vì đăng ký những lớp học kỹ năng sống, trại hè ngoại ngữ, học kỳ quân đội, rất nhiều phụ huynh lại lựa chọn cho con tham gia các khóa tu mùa hè được tổ chức tại các chùa trên khắp cả nước. Qua tìm hiểu thì mình cũng biết là nhiều chùa tổ chức những cái khóa học đạo đức mùa hè giúp cho các con có được các cái kỹ năng mềm. Các con được học những cái bài như là hiếu kính cha mẹ này, tôn sư trọng đạo này, yêu thiên nhiên. Thấy nó khác nhiều hơn với cái cuộc sống mà bao lâu nay mình cũng cứ chủ quan là đã cho các con đầy đủ rồi. Đây không phải là mùa hè đầu tiên mà chị Duyên tìm khóa tu cho con theo học. 3 năm trước, khi bé Nguyên Phương vẫn còn rất nhỏ, chị đã quyết định cho con một mình lên chùa tham gia khóa tu mùa hè.
lần đầu tiên đưa con đi đến chùa quả là một quyết tâm rất là cao. Vì ở nhà thì bình thường rất là yêu chiều, bây giờ tự nhiên đùng một cái đưa con vào chùa. Không biết là môi trường đó thế nào, con mình có chịu được không? Rồi có khi mình nhớ nó hơn là nó nhớ mình nữa cơ. Thế nhưng mà về sau thì cũng được theo dõi dần trên các cái page của chùa có đăng những cái hoạt động thì mình cũng thấy tin tưởng. Lúc đầu con cũng cảm thấy rất là lo lắng bởi vì là mình được sống ở trong một ngôi trường mới, có những người bạn mới và có sự nội quy nghiêm khắc nên là con cảm thấy hơi sợ. Nhưng mà sau đó khi xem được những cái video mà anh con cũng đã theo học trước thì con lại cảm thấy khóa tu này rất là bổ ích và con đã quyết định sẽ đi học theo lời của mẹ. Cũng giống như các lớp học năng khiếu hay kỹ năng sống khác, phụ huynh thường đặt nhiều kỳ vọng khi cho con tham gia các khóa tu mùa hè, đặc biệt là trên phương diện giáo dục đạo đức và nhân cách của trẻ. Thực ra thì con ở cái tuổi mà cũng bắt đầu định hình nhân cách dần. Thì khi mà mình quyết định đưa con vào đấy thì cũng mong với một kết quả là về các con ngoan ngoãn hơn, biết vâng lời bố mẹ hơn và hơn nữa là cũng lan tỏa được những cái điều mà mình học được ở cái nơi thanh tịnh như vậy để đem về lan tỏa tất cả những cái điều đó cho bạn bè và những người sống xung quanh. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Phật học đã chỉ ra quy luật hình thành và phát triển nhân cách con người theo từng lứa tuổi, bắt đầu từ khi thọ thai cho đến khi trưởng thành. Mỗi giai đoạn phát triển đều có những đặc điểm riêng biệt. Chính vì thế, việc sớm đưa các em vào một môi trường lành mạnh được Chư Tăng Ni gần gũi chỉ bảo, các em sẽ có cơ hội được tiếp nhận những giáo lý cơ bản của Đạo Phật, Đạo làm người. Mục đích chung của các khóa tu mùa hè là để cho trẻ nhận biết ý nghĩa, các giá trị sống, phát triển các kỹ năng sống một cách tốt đẹp. Khác với khóa tu của người lớn, các khóa học đạo đức dành cho trẻ được thiết kế riêng để các em cảm thấy hứng thú, có thể dễ dàng tiếp thu, giúp những điều hay lẽ phải trong đạo Phật ngấm dần vào trong tâm thức, từ đó thay đổi thói quen, hành vi của trẻ. Khác hẳn là khóa tu của người lớn, trước nhất là tập cho các em tập hít thở. Khi mình hít vô rồi thở ra thật sâu với cái tâm an lạc, thanh tịnh thì mình sẽ thấy rõ là cái sự thanh tịnh ở nơi mình, sự an ổn nơi mình. Rồi các em thì chỉ ngồi thiền chừng nửa giờ, tập cho các em nó quen. Ở nhà thì các em chưa bao giờ có cái thời gian ngồi yên để mà trầm tư suy nghĩ về việc làm của mình, về hành động của mình. Cho nên thường hay là có những hành động quá khích. Cho nên đến thiền viện thì các em thầy tập cho các em đó ngồi yên, xây lại mình yên lặng. Đó là cái bước đầu tiên. Thứ hai nữa là tuổi trẻ không thể được lâu, cho nên mình phải có những cái trò chơi, những cái bài hát, những cái trò chơi hợp với tuổi trẻ. Rồi từ chỗ đó mới giảng dạy cho các em đó là cái bổn phận. Là bổn phận đối với cha mẹ, đối với thầy cô giáo, đối với bạn bè và đối với tất cả chúng sinh, tất cả những con vật. Nhiều khi ở nhà các em nó không được giáo dục, nó chơi đá dế, rồi con nào thua nó ngắt đầu, những hành động nó tàn ác, những đá cá thi thi này kia nó chơi, những cái đó mình phải làm cho nó trưởng dưỡng cái tâm từ nó lên đối với tất cả mọi loài chúng sinh. Khi nó biết thương từ con vật nhỏ, nó sẽ tôn trọng sinh mạng của những người, con người lớn. Dạy cho các em biết cái triết lý nhân quả, chính mọi việc chúng ta làm ở đây nó là cái nhân để chúng ta có cái quả đời sau. Cuộc sống này được vận hành bởi luật nhân quả. Tạm xa rời những ồn ào của cuộc sống hiện đại, sinh hoạt trong môi trường thanh tịnh, không có internet, điện thoại, các em có được thời gian tĩnh tâm, được rèn luyện tính tự lập, kỷ luật, tu tập hành trì. Tất cả mang đến cho các em năng lượng tích cực, đánh thức những hạt giống thiện lành ngay từ khi các em còn nhỏ. Tôi đánh giá cao những khóa tu mà các chùa đã thiết kế
dựa trên cái nhu cầu của trẻ, trên cái tâm lý của trẻ, và lồng những cái giáo lý rất là tốt đẹp, những cái giá trị sống tốt đẹp của Đức Phật vào những cái hoạt động trò chơi cũng như là hoạt động đời thường của trẻ. Và đặc biệt là trong cái giờ nghỉ của khóa tu đó, thì tôi cũng thấy có một cái thú vị là nghỉ theo cái cách là thiền buông thư, tức là cho các con nằm rất là thư giãn và giúp cho các con biết thư giãn từ đầu đến chân, để các con hưởng thụ cái sự tĩnh lặng của tâm, sự tĩnh lặng của thiên nhiên, và tiếng nhạc du dương và một vài cái lời dẫn của các tăng ni. Và tôi thấy là các con nó được học cái này nó rất là quý. Vì sao? Vì chúng tôi đi dạy học và chúng tôi biết là cái sự tĩnh tâm của trẻ nó sẽ làm cho trẻ tập trung hơn và trẻ học tốt hơn. Nhất là bây giờ thì nhiều trẻ đối mặt với những cái vấn đề liên quan tới sự xáo trộn tâm lý. Ví dụ như các con có thể có những em đã bị trầm cảm, có những em đã bị stress, căng thẳng, lo lắng vì học tập hay là vì những áp lực từ thầy cô cha mẹ. Và nếu như các con học được cái cách thiền buông thư đó, học được cái cách tĩnh tâm đó, học cách thư giãn đó từ những khóa tu, các con mang về các hoạt động đời thường, các con áp dụng thì tôi tin rằng nó sẽ rất là tốt. Về thì thứ nhất là con tính con tự nhiên lại trầm tư hơn và chăm chỉ hơn, ý thức làm việc, tức là thay vì mọi khi thì bảo làm ấy thì còn nhùng nhằng, còn gì gì đó nắm lý do lắm, nhưng bây giờ thì bảo con cái là con tự động, con làm, con học và rất là có trách nhiệm với cái việc mình làm. Thế ngoài ra thì cũng nói năng cũng khéo léo hơn. Rồi tức là thay vì mọi khi thì cứ ích kỷ đòi gì cho bản thân, nhưng bây giờ thì lại biết dành những cái niềm vui cho mọi người hơn. Con cảm thấy là một phận của người con là con cần làm những việc như các thầy cô đã nói, như là giúp đỡ bố mẹ, nghe lời bố mẹ, là nó rất là cần thiết, bởi vì bố mẹ đã hy sinh rất nhiều cho mình và mình cần báo hiếu lại cho bố mẹ. Sự thay đổi rõ rệt của trẻ sau thời gian sinh hoạt ở chùa là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên, làm thế nào để những điều tốt đẹp mà các em học được dưới cửa Phật có thể tiếp tục được nuôi dưỡng và lan tỏa trong cuộc sống thường ngày là điều mà các bậc cha mẹ phải lưu tâm. Cái gì cũng vậy, là mình phải có sự chăm sóc nó, quan tâm nó, các em nó, mình thương nó thì mới dạy dỗ nó được. Đó là yếu tố để giáo dục một con người. Mình phải tranh thủ một ngày giờ nào mình làm việc, giờ nào mình nói chuyện với con cái mình, phân tích cho nó biết, giải thích cho nó biết những cái việc nào sai, điều nào đúng, nào sai, để các em nó ý thức, làm cho các em nó có cái sự hiểu biết, nó tăng trưởng lần cái trí tuệ, biết việc nào nên làm, việc nào không nên làm. Thì về nhà, cha mẹ tiếp nối với nhà chùa. Bây giờ nếu mà nhà chùa dạy xong rồi, về nhà cha mẹ không quan tâm, thì thấy con mình tiến bộ mà không có những lời sắc tấn, khuyến khích, tạo những điều kiện cho nó hướng thiện lên, thì chính mình bỏ mất cái hạt giống lành mà con mình đang trở lại. Có một câu nói của người châu Phi là muốn dạy đứa trẻ thì cần cả một ngôi làng, tức là cần rất là nhiều người xung quanh đứa trẻ đó cùng tham gia. Và quan trọng nhất là trẻ học qua hành vi của người lớn. Đức Phật cũng có dạy về thân giáo, khẩu giáo và ý giáo. Thì nếu mà người lớn chúng ta không làm gương thì chúng ta đang không có thân giáo rồi. Thân giáo là dạy bằng hành vi. Cho nên các tăng ni trong các khóa tu họ rất là chú trọng những việc là mọi người liên quan đến khóa tu đó đều phải rất là chú ý hành vi thái độ của mình với trẻ. Nếu mà có những cái thái độ hành vi đi ngược lại những cái điều mà chúng ta đang dạy trẻ, ví dụ như là biết tôn trọng lẫn nhau mà người lớn chúng ta lại không có tôn trọng trẻ trong một cái hoạt động rất nhỏ thôi, thì đấy cũng là điều mà đi ngược lại với cái điều mà chúng ta đang răn dạy. Thì tôi tin rằng là nếu mà chúng ta chú ý đến thân giáo, khẩu giáo, ý giáo như Đức Phật dạy thì chúng ta sẽ dạy trẻ nên người, dù cho trong một khóa tu ngắn ngày hay là trong một cái hoạt động dài hơi nhiều năm liên tục. Người ta thường nói, một đứa trẻ ngoan là cả một gia tài vô giá của cha mẹ. Mỗi khi đứa trẻ được thấm nhuần đạo đức Phật giáo từ bé, các phẩm chất tốt đẹp được ươm mầm và tưới tắm hàng ngày, cha mẹ sẽ yên tâm hơn khi chúng trưởng thành và tự tin phát triển ngoài xã hội. Thưa quý vị, ngày mai 31 tháng 5 là ngày Thế giới không thuốc lá và chúng ta đang sống trong tuần lễ không thuốc lá với chủ đề bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá. Quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế vừa tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá để thông tin tới cộng đồng về hậu quả của việc sử dụng thuốc lá đối với sức khỏe con người nói chung và tầm quan trọng của việc bảo vệ thế hệ trẻ trước các tác hại của việc sử dụng thuốc lá.
Các tập đoàn thuốc lá trên thế giới hiện nay đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo nhằm tới đối tượng là giới trẻ thông qua việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Họ coi việc sử dụng sản phẩm thuốc lá này là sành điệu và tìm cách phân phối bằng nhiều kênh khác nhau. Đối với cả những loại thuốc lá hiện giờ đang được quảng cáo là không có hại, đó là các loại thuốc lá điện tử, thuốc lá đun nóng, và chúng tôi khuyến cáo với toàn thể xã hội là thuốc lá không chỉ hại cho người sử dụng mà còn hại đối với gia đình, đối với cộng đồng. Thông qua sự kiện hôm nay, chúng tôi muốn nhấn mạnh thông điệp hãy bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá. Bởi khói thuốc gây tác hại nghiêm trọng, và nếu chúng ta không hành động, bất kể quốc gia nào cũng sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề đó. Kết thúc lễ meeting là phần diễu hành xe đạp nhằm hưởng ứng chiến dịch truyền thông năm 2020 với chủ đề cuộc sống không khói thuốc. Sau thời gian đóng băng do dịch COVID-19, ngành du lịch nhiều địa phương đang triển khai các chương trình kích cầu thị trường nội địa nhằm vực dậy ngành công nghiệp không khói. Tại Đà Nẵng, các điểm du lịch đã đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi, miễn giảm giá vé. Tại khu du lịch suối khoáng nóng núi Thần Tài, khu du lịch Bà Nà Hill đã áp dụng giá vé ưu đãi chung chỉ 300.000 đồng cho du khách kèm nhiều ưu đãi khác. Với chủ trương giảm giá sốc, dịch vụ chuẩn, chất lượng cao, các điểm đến tại thành phố Đà Nẵng đã bước đầu ghi nhận sự trở lại của du khách trong nước, với kỳ vọng đến cuối năm đạt mục tiêu đón hơn 2,4 triệu lượt khách. Cũng hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Cần Thơ đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch đồng bằng sông Cửu Long sau dịch COVID-19. Theo đó, sẽ vận động doanh nghiệp du lịch giảm giá sản phẩm dịch vụ từ 20% trở lên, đồng thời cũng vận động các địa phương có chính sách khuyến mãi, giảm giá vé tham quan các khu điểm du lịch với thông điệp điểm đến an toàn. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sắp tới sẽ tổ chức hội nghị và ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố và 6 tỉnh vùng Đông Nam Bộ, gồm Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận, tổ chức hội thảo kích cầu phát triển tour du lịch kết nối thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ, đồng thời cũng sẽ triển lãm sản phẩm đặc trưng của từng địa phương. Trong khi đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên kế hoạch tổ chức festival an toàn với một chuỗi các chương trình nghệ thuật đặc sắc để phục vụ công chúng. Đáng chú ý là tỉnh này đã thống nhất sẽ miễn 100% phí tham quan ở các điểm di sản và miễn hầu hết phí tham quan tại các lễ hội và chương trình chính của festival. Đến ngày 28 tháng 5, đã có 7 quốc gia thông tin về việc cử đoàn nghệ thuật tham dự Festival Huế 2020 nếu mở cửa các chuyến bay. Vì phụ thuộc vào diễn biến của bệnh dịch nên ban tổ chức Festival Huế 2020 điều chỉnh một số nội dung, chương trình chính của sự kiện. Nhằm đưa Festival Huế đến với cộng đồng nên ban tổ chức sẽ xây dựng không gian mở với hai sân khấu chính ở quảng trường Ngọ Môn và Bia Quốc Học để các đoàn nghệ thuật biểu diễn. Dọc các tuyến đường đi bộ và công viên ven sông Hương sẽ được bố trí các điểm biểu diễn nghệ thuật đương đại. Đêm bế mạc sẽ trình diễn lễ hội áo dài thay vì chương trình nghệ thuật văn hiến kinh kỳ như kế hoạch trước đó. Festival Huế 2020 sẽ khai mạc vào cuối tháng 8 và kéo dài đến hết dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chùa Văn Thai ở huyện Cẩm Giàng là một trong những ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Hải Dương. Ngôi chùa hiện còn đang lưu giữ hàng chục tấm bia đá cổ có tuổi đời từ 400 tới 500 năm. Tuy nhiên, những tấm bia đá này đang bị xuống cấp từng ngày, rất cần có phương án để bảo tồn và gìn giữ. Cụ Phạm Minh Thân từ bé đã gắn bó với ngôi chùa Văn Thai. Cụ cho biết, trước đây trong chùa có rất nhiều bia đá cổ, nhưng hiện nay chỉ còn lại hơn chục tấm bia bị thời gian bào mòn. Đây có rất nhiều bia. Mà nhiều nhất là thời nhà Lê đầu cuối Lê đầu Nguyễn. Thế nhưng mà cổ nhất thì còn cái bia gọi là Sùng Khang, liên hiệu của Mạc Mậu Học, năm 1500 bao giờ đấy thôi, tôi không nhớ rõ còn chi tiết đấy. Thế mà thứ hai nữa là cái thượng nước ông chùa bây giờ thay rồi. Trên còn để cái bia đá đây tôi đọc được là Chính Hòa Thập Tam Liên, tức là năm 1673, 72 gì đó, thời vua Lê Hy Tông. Do bia đá để ngoài trời nắng mưa hàng trăm năm, chính quyền địa phương và nhà chùa không có nguồn kinh phí để xây dựng nhà bảo quản nên bia đá đang bị xuống cấp. Sau khi coi như là được công nhận di tích quốc gia thì chính quyền đã phải quy tập bia. Bây giờ các đồng chí thấy như là một vườn bia. Thế nhưng mà để bảo quản được thì báo cáo các đồng chí lại phải có cái kế hoạch lâu dài.
Dự kiến trong thời gian tới thì riêng các cái bia cổ này thì phải được xây dựng nhà bia để bảo quản, chứ để mưa để nắng như này thì nó không đảm bảo. Tuy vậy về nguồn kinh phí thì nó cũng khó khăn. Những con chữ khắc trên văn bia bao gồm cả chữ Hán cũng đang mờ dần, mai một dần theo thời gian. Nhiều chữ đã mất nét, nhiều chữ mờ hẳn, không còn đọc được. Các cấp chính quyền tỉnh Hải Dương cần có những đánh giá cụ thể và có phương án bảo tồn gìn giữ những cổ vật hàng trăm năm tuổi này cho các thế hệ mai sau. Phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình thời tiết trên cả nước. Cảm ơn quý vị khán giả đã lưu tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo.